Chỉ với số tiền là 34 triệu đồng thôi thì quý anh chị của chú sẽ sở hữu ngay một con xe Honda Vucelanos sản xuất đời 2003 với phiên bản là SX đồng sơn si, nội thất sạch sẽ. Và bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng theo em review về chiếc xe 34 triệu đồng này, coi em nó có những gì ha. Lời nói đầu tiên thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng và thân yêu nhất với tất cả các cô chú anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này. Chúc cho gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé. Chiếc xe màn hình của mình thì đây là một con xe Honda Vucelanos sản xuất đời 2003, đăng ký là 5 chỗ ngồi với phiên bản là số sàn đồng sơn si, nội thất thì con xe này quý anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi nha. Xe này thì giấy tờ là ký rút hồ sơ ok nha quý anh chị nha. Đó, bản sơn ban đầu là bản số 69A10660. Đó, nước sơn bề ngoài thì con xe này rất là sạch sẽ rồi. Nó thích hợp cho anh chị lấy về tập chạy tập lái ha. Xe thì có hỗ trợ thêm một cái dàn lipo. Nào khi đi đăng kiểm thì mình tháo nó ra nha quý anh chị nha. Nước sơn màu trắng sạch sẽ, thích hợp cho anh chị lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng nha quý anh chị. Nội thất ở bên trong chiếc xe này thì em nó sở hữu một lớp ghế da màu đen, màu xám, đang vậy không, bọc lại rồi sạch sẽ rồi anh chị. Đây tắp bi tắp lô vậy không, rất chia đẹp, 4 tắp bi nỉ còn luôn chị ha. Này vâng nè, nói chung dòng xe này thì máy móc là ok, gầm bệ cứng cáp, giấy tờ rõ ràng, đăng kiểm thì con xe này đang còn tới ngày tới tháng 8 năm 2024 nha quý anh chị. Đó, xe thì được dán phim cách nhiệt rồi. Đó, anh chị lấy về chỉ việc đổ xăng và lăn bánh và chạy thôi. Nó 34 triệu đồng thôi là anh chị sở hữu ngay con xe này, máy lạnh sâu như Đà Lạt luôn. Này tắp bi tắp lô sạch sẽ. Đó, xe này dung tích xi lanh là 1.5 thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là full xăng điện tử thì em nó rơi tầm khoảng 7 lít đi, để xe cũ anh chị ha. Đây những cái vân kệ hở anh chị thôi nè, nó rất là liền anh chị ha. Những dòng xe này quan trọng là máy móc ok. Đó, anh chị nào thiện chí của xe này bên em bảo hành máy cho anh chị 3 tháng ha. Đó, anh chị nào trong quá trình tập chạy tập lái với số tiền 34 triệu đồng là anh chị sở hữu ngay một con xe này rồi, đầy đồng sơn si, nội thất sạch sẽ. Đó, kính quay tay ở đằng sau, quay tay là vận may sẽ tới anh chị ha, có quay thì có thể có thưởng ha. Cái này thì hai kính đằng trước là hai kính bấm, cái dòng này thì đa số là nó là như vậy. Đây, tắp bi cửa tài này vậy không, vân nổi rất chi là ok luôn, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó, keo cột chủ A chủ B, nói chung là xe cũ thì keo chỉ nó không có căng đét đâu anh chị ha, nói chung là nó lem nhem chỗ mất chỗ còn. Đây đó, chẳng hạn chỗ này thì bị mất tại vì sơn đi sơn lại nhiều rồi, nhưng được một cái độ chủ A chủ B nè, những nút đinh tán của nhà sản xuất vẫn còn, thì những dấu hiệu này xương sậu của mình là không có bị cứng đụng vô trong xương sậu anh chị ha. Va quẹt cản đầu cản đít thì chấp nhận rồi, cái đó mình quá trình mình xài là phải ok rồi. Bản lề mà ốc nó vẫn còn 7 màu luôn nha quý anh chị nha, len keng luôn nha. Đó, bước vào bên trong thì tay lái trợ lực rồi, con này gọi là bản đủ anh chị ha. Bản đủ thì nó có đồng hồ tua máy nha anh chị, à, nó có đồng hồ tua máy đó, thì tại thì máy đằng đó, máy lạnh rất là ok, côn số nhẹ nhàng luôn đó, máy lạnh anh chị gọi suy nghĩ, đèn còi mong là cành đào gạt mưa gạt nắng rất là trơn tru. Với động cơ này thì em nó ra 1.6 1.5 thì xăng nó tầm gần 7 lít anh chị ha, full xăng điện tử. Đây quý anh chị nghe tiếng máy nổ, đây máy móc nổ rất là ok anh chị ha. À, hệ thống là 4 bếp full ha. À, vậy ha, bình bọc ngon lành, máy móc khô ráo sạch sẽ. Đó, hiện tại thì máy đang nổ. Đó, với số tiền chỉ có 34 triệu đồng thôi là một sự lựa chọn cho anh chị lấy và tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng anh chị ha. Đó, cô chú anh chị nào thiện chí con xe này thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0798222220 ha. Rồi đến cho anh chị hệ thống dàn khoang gầm nha. Gầm bệ thì con này khá là ok nha anh chị nha. Gầm của em nó cũng là sexy, sexy đồ vẫn còn vàng ươm luôn. Đây chiếc xe hình của anh chị ha. Ngon lành cành đào. Đó, quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đó, 4 cái vỏ thì em nó rơi còn được coi như là 60-70% nha. Đó, một sự lựa chọn cho cô chú anh chị với số tiền chỉ có 34 triệu đồng thôi. Đó, giấy tờ ký rút cho anh chị ok luôn, lượm luôn bộ giấy luôn. Đó, anh chị nào lấy về tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng đó, thì xin liên vào lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0798222220. Và đây là lần đầu tiên của chú chị đến với kênh của em, thì cô chú chị xin lòng nhấn nút đăng ký kênh và những chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật nhiều mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn lại anh chị một video sau.